Yo, chào anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của Sĩ Z. You used to call me on Đằng sau à? Ôi giời ơi, suốt ngày đánh thẻ tăng sao chán nhắm. Watashiwasta. How may I help you? Cái trận thời này nhá. Tướng này cũng khá là ổn đấy nhá. Khá khỏe. Rat 2 MD 2. Hai con floor ở trong mây gớm đấy. Tôi sợ bạn hai floor kia thôi. Thì mãi chắc là ok. Tashiwasta, bạn này chắc cũng khỏe đấy. Tashiwasta. Aim, you ready for this? Nút thêm một phát cũng được nhưng mà mình nghĩ không cần lắm. Cần thì nữa mình sẽ cho hai bạn này vào lấy một trợ thủ nhé. Cũng khỏe. Cũng khỏe ta. Nhưng mình nghĩ sẽ đá được bạn Rat kia trước khi bạn ấy kịp đá một phát này. À, mình kịp đá một phát là đá đâu không biết này. Phoenix hơi một lấy nhưng mà thôi. Tashiwasta. Do này đấy. À nhưng mà có đồ này rồi nhỉ. Đồ này thì không cho Yon vậy không hợp lý lắm anh em ơi. Ôi bạn này hơi khỏe nha. Hai floor không sợ lắm bây giờ. Ui bạn này khỏe điên. Máy bắt không gặp. Floor 2, Rat 2, Hayate 2. Nhìn sợ thật anh. Tăng sao à? Những gì trận này nhỉ? Tashiwasta. Yon, mình chơi Yon. Để chơi Voi, Hitsui. Cân nhắc là đánh ám em ấy. Nâng cao đánh ám trợ thủ. Tại thường có thể đằng sau này mình ít khi đánh ám kiểu ám nguyên tố ấy. Ám trợ thủ sẽ có thêm để anh em đập thẻ tăng sao lên sớm cho. Nếu có. Chắc lên 9 sớm nhỉ. Cái trận kiểu này hơi muốn lên 9 sớm một chút. Hai con voi. Tashiwasta. Lên 9 sớm, roll năm một con thên. Và roll từ level 8 nữa mà may mà. Chắc phải phát 9, phát 9 cũng hơi khó nhỉ. Mất chuỗi này. Mất chuỗi không ta? Dễ là mất anh em ơi. Anh khỏe này. Tashiwasta. Tầm này trong góc đạn nữa. Xong rồi nếu mà anh em thích chơi mình có thể chơi kiểu này là chơi kiểu
Nakoth phát anh đập này, Nakoth hai luôn đánh một cái ngọc đại như thế này, hai đồ này cho Nakoth xong rồi gánh ngọc đại rồi còn liềm mà đánh trưởng ngọc đại anh em, trưởng ngọc đại không muốn đánh cung trận này không? Đồ này không muốn đánh cung đâu. Không ai thành chơi Yon này. Nên đổi ý một tí nhỉ. Hơi yếu đấy, bắt đầu đến tầm này nó hơi yếu anh em ơi. Mai đánh Yon này. Nhỉ. Đánh được không nhỉ? Làm quả Yon 3 luôn. Đồ này cho voi. Yon này. Suy nghĩ nhá, rất là suy nghĩ nha anh em nhé. Nhưng mà tí nữa mà không ra ngọc đại này, mình sẽ đánh như thế, mình đánh Yon. Chờ nó vào 10-11 đã nhá. Ngắt chuỗi rồi. Đánh Yon này anh em ơi. Bạn nào đấy đánh cung đánh Yon gì đi thôi. Đội hình trên này đang đẹp đấy nhỉ. Khai thích mua sau nhé. Khai thích em kia mua sau nhé. Mua sau gần luôn. Level 6 thì cũng không có tướng 5 vàng nhiều, mình cũng muốn làm nhiều. Đã vào bệnh, đánh Yon được đấy anh em ơi. Yon được đấy. Làm thì Yon được đấy. Không qua đây bên này thôi mà.
Hai cũng gây được phát đam của cuối. Mình còn liềm, mình còn giáp mệnh này, ngon phết. Sấy là mới chết. Một đánh thương đánh được. Ok luôn nha. Giữ chuỗi thắng à? Đây thì lên Yon 2 luôn đi anh em ơi. Đập con Yon 2 lên sớm, thay Yon vào. Không thủ đỡ đòn. Tin chắc của này là Yon 3 rồi anh em ơi. Tĩnh nha. Hơi lệch một tí nhưng mà thôi không sao. Ôi mất con Yon à. Máy góc không bế con Yon mình. Mình phải tạo chỗ để mình rôn tướng em. Nên con Yon 2 sớm này. Chơi an toàn nha anh em nhé. Tập chơi an toàn dần. Chơi kiểu liều lĩnh chờ con gì ba, chờ con gì ba nữa. Team này đang khá khỏe để tanh này. Một quả thương giữa. Quả thương bên kia. Up phát 9 không nhỉ? Phát lên 9 luôn không nhỉ? Một con Yon 2 rồi up lên 9 luôn. Hay là roll nhỉ? Hay là roll tìm tiếp nhỉ? Ngồi đấy. Bốn cung cũng là hai cung không khác nhiều đâu, mình để hai cung tạm đấy nhá, chơi hai lá thần tạm. Tao mình lên 9 luôn đi. Lên 9 luôn nhá. Tại bây giờ John 2 voi 2 này cũng khá là tín này. Cái này mình cứ từ từ mình tìm một con teo là được. Teo mình nghĩ khá nhiều, 9 con hơi nhiều. Sometimes we gotta pop at that show, nigga. The sun shall vanquish dark. Magic pervades everything. As swift as the wind, as gentle as the forest. Say, Drake, I hear the young. Chưa nhiều nắp lắm đó. Cái đề này tiếp đi. Vậy tăng sao nữa cả von ba gầy khó nhỉ. Chưa nhiều nắc đúng không? Sao đang lên Yon 3 sớm đi, Yon 3 sớm rồi phát 9 đi. Nghĩ lên được cái Yon 3 sớm, hai con Yon nữa kiếm dễ không rồi em. Vào bên kia thổi sớm không có bán thần nữa rồi. Bù lại được 6 cung.
Tèo 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 tèo. Tủ thủ ngon hơn nhá. Rồi à, voi đi. Cần thêm tủ thủ cho voi. Con này cứ thủ vệ cho voi thôi. Rồi ba đồ kia vẫn ok. So shit, không có ấy nhỉ, không có ngọc đại mà. Cedric, he like it, yeah. Phát triển được, phát triển được anh em ơi. Cái mail nào, một cái thương bắt đáy bên kia, một cái thương bắt đáy bên kia, một con Narcot đi đáy bên này anh em ơi, ok đấy. Nhà này đánh cung này, voi mình ulti trước này. Xeneo à, đánh bằng Xeneo, đánh bằng voi à. Thú vị đấy anh em. Còn dồn đồ, bạn này dồn đồ nó teo à. Đã lẫm nhỉ. Tăng vội em ơi. Sao lên 9 rồi. 9 thêm thợ săn quỷ vào nữa. Mình đi muốn quy. Quy sớm. Muốn 6-7 máu cũng nhiều, 7 máu chơi được. Sẽ bỏ thánh đồ nhỉ. Thánh đồ hơi lo. Thế là trận này chắc mình đã chơi voi anh em ơi. Trận này khá tí nữa mình sẽ bỏ con voi đi, mình đánh bằng thợ săn quỷ. Trận đánh thợ săn quỷ khá là ok này. Mà yếu đâu. Narcot, bắt đầu có Narcot rồi anh em ơi, phải né ném con Narcot này dần thôi. Ui giòn khỏe thế. Hai vòng nữa anh em, hai vòng nữa cố lên. Sang quỷ 2 thì cho vào đi. Hai thương bên kia thôi. Thên này hơi căng này. Ghét nhờ, cho con thên này vào ghét nhờ. Thên bên này cũng căng này anh em ơi. Một thánh đồ không choáng con thên là cũng hơi lo đấy. Hơi bị lo đấy. May quá không gặp bạn đấy. Bạn này thì đỡ hơn một tí. Floor thì mình né khá nhiều đam của floor rồi, cũng không quá sợ. Lo tìm mình đứng giãn nhau lắm rồi mà. Kể ra bạn kia đánh cái quả này cũng hay này. Quả này mãi sẽ cầm máu bằng con Xeneo, không cầm máu bằng con voi cũng ok. Nghĩa là một ý tưởng tốt bởi vì con Xeneo thì không ai chơi cả, mà nó kích thánh đồ luôn này. Thêm một con như kiểu kích thánh đồ cái kích ấy cho. Khi đây đã cách chơi cung mới hay ho đấy. Đấy nhá anh em thấy này, con xe neo. Thứ nhất là anh em có vừa có thánh đồ này, anh vừa có một con để tanh cho anh em, khá tốt. Mà tầm này chưa có Richter không thì anh thay con đấy. Chứ thay con voi thì có thể về sau anh em cũng có thể bán đi. Mà thật con xe neo thì cũng có thể bán đi được. Sau anh em thay con Richter, sau anh thay con Quy thế thôi. Xe neo 2 nó dễ. Lên voi 2 cũng hơi thỉnh thoảng hên xui. Ê, ôi thôi xong rồi. Hơi vội anh em ơi, không sao. Mình sẽ chờ hai con Yon đi, mình không vội đâu. Ờ. Bán luôn giờ hơi sớm nhỉ. Thên cũng ngon. Nhưng trận đánh thên cũng không hợp lắm. Tơ tiếp. Luôn. Ôi giòn bà đi anh em ơi. Sống vội, tập sống vội các bạn ấy quen đi. Sống phải vội thôi anh em ơi. Cái này John Quy nhá, quên. Đầu 40 này cũng John Quy. Thên kia bổ điên thế.
Còn ba là không sống được này em ơi. Xong đấy. Nhà này thì đúng chịu thật, nhà này phải có cái con cát mình cho con cát sang góc bên kia, John sang góc bên này. Cát. Thì Victor thì con cát nha em nhé. Phải ném con Nacot nữa, Nacot 2 thôi nhưng mà gớm. Nhà nào mình vừa nhỉ? Nhà này. Để về hả? Ok, rất thống khổ. Thống khổ không cần lắm đúng không? Mỗi đoạn này là bạn nào? Hãy kết đi. Kết cho Richter, cho Quy, Quy nữa. Có hai con này giữ lại không? Richter 2 này. Đây. Chưa mua được anh em ơi, bình tĩnh. Mình gặp bạn chưa gặp bạn này này. Này truy hồn mà thổi kia này, Yon đứng đây này. Mình gặp bạn này rồi mong không sợ. Em không sợ gặp bạn đấy nữa này. Bạn này thì con cát là mình sấy con cát được không sao. May mình không tham nhé anh em nhé. Ở đấy mình định tham mình để một thẻ tăng sao cho John, một để một thẻ tăng sao cho một con von cát hoặc một con gì đấy. Vừa lên John 3 sợ. May mình chết. Vẫn thứ lên John thì cũng được. Chờ một chút là lên. Tự do anh em. Chơi game không chơi liều nữa. Bán hai bạn này hết tiền. Bây giờ mình có thể gặp lại bạn thê anh kia được này. Mình thổi truy hồn. Ăn truy hồn nó dễ chết này. Anh chỉ bị cho con cát sang góc bên này này. Nacot 3 này anh em ơi, dù 5 cũng thằng bên này ngay. Thằng bên này ngay. Nghĩ phải chơi được không sao đâu. Con cát này xuống góc bên này chưa chắc đã sống được với mình. Cho mình sấy lên đầu. Floor xuống thì hơi sợ nhá, mình sợ không giết được con floor. Sớm là nó sẽ xiên con Yon mình. Vẫn xiên một phát này. Sao sao sống được em. Bây giờ chắc cố gắng tìm một cái ấy. Gắng tìm một cái em. Gì nhỉ. Sách thánh cho con cát. Tanh cho dễ. Cho nó hai đồ này cũng sách thánh. Đồ này cho Yon. Một trong hai đồ này mình để cho John tiếp, chẳng hạn rắc cùng mệnh cho John, liềm cho con cát. Nhất quyết không ra đi rắc anh em ơi. Nhất quyết không ra đi rắc. Mình gặp bạn này đúng không? Thêm 3. Cót 3, thêm 3. Hai quả đấy vẫn chui vào góc này thôi, nó sẽ bổ vào góc bên này thôi anh em ơi. Chưa sao vội. Cát này đứng yên này anh em ơi, ok phết. Kame Okasa Uwati Washita. Quỳ gánh phết. Ui dồi ôi, quỳ gánh. Anh em hết tiền chưa? Này còn tiền à? Tại cái bạn nguy hiểm này vẫn còn tiền à? Sợ thế nhỉ? Rồi lên phát đi. Có. Để phòng mình thêm được 2 shop tướng nha anh em. Thêm một con liên hiệp nữa, tăng tốc đánh cho team. Chắc mình sợ bạn thê này thôi. Nacot 3 đi rồi. Trợ thủ này cũng hơi sợ đấy. Trợ thủ cũng hơi counter do một tí. Nhưng mà lại chưa có thêm. Lại chưa có Lily cơ. Nên là cũng không biết mà nên sợ bạn ấy không.
Thằng Hắc hướng thật. Trò này xuống dưới anh em đi bộ. Nắp cót nhiều không ta? Như cót nhiều thế. Tìm thấy ấy nhỉ, không tìm thấy con mình cần nhỉ. Xây được do này, xây được do này, ui khó rồi anh em ơi, nhà này khó rồi, đúng nhà mình sợ. Nhà mình sợ lắm, trời ơi không có tí đam nào với nhà này luôn. Mình hơi thiếu đồ, mình thiếu cái sách thánh này, mình thiếu con thêm bổ điên thật, mình thêm chắc bổ hết nhà mình lên một thôi đấy anh em ơi. Em một cầm hai kết, cầm truy hồn các thứ bổ đến đầu nhưng chịu thôi. Thể ghét chơi cái chế độ này phải mùa này lắm, tốc 4 phải một cái hai kết thôi mà nó bổ điên vãi, không làm gì được nó luôn mà. Tội săn quỷ không làm gì được, sát thương phép đấy anh em ơi, điên quá. Để anh em bảo lắp John sang bên này để cản quấy mất ở đấy, phải cho Volcat sang bên này. Volcat sang bên này mới cản được. Đây để thói quen mình để con Volcat nó đứng gần con John của mình để nó kê cho con John anh em. Đây này, Volcat của mình sang đấy mà nó nhảy được là con Thên này cũng không bổ được này. Đây Don. Đã giữ kinh nghiệm không anh em ơi. Lại đi đấy phật này đi luôn này. Các bạn sẽ thù đi luôn, giữ kinh nghiệm nhé anh em nhé, để Volcat sang bên góc bên kia cản con Thên lại. Đang định roll tìm thêm một con Queen Land nữa tăng thêm mấy phần trăm tốc đánh thôi. Thì mình đến đây thôi, để em thích cái chuyện thì like subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Bye.